có nên dẫn nhiệt cho xe ô tô mới mua. Nhờ lọc được tia hồng ngoại và tia cực tím, phim cách nhiệt bảo vệ được người ngồi trong xe và bảo vệ nội thất xe trước ánh nắng mặt trời. Kính chắn gió chiếm khá nhiều diện tích bao phủ quanh xe, lại có mức độ truyền sáng cao, truyền nhiệt và hấp thụ bức xạ. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiệt độ trong xe tăng cao vào mùa hè, có thể lên tới 48 độ C sau 30 phút đỗ xe dưới trời nắng 36 độ 100. Bài toán khó nhất là sử dụng vật liệu vừa cách nhiệt tốt lại vừa truyền ánh sáng phù hợp để quan sát từ trong xe ra ngoài trong khi vật liệu chuyển sáng nhiều thì lại không cách nhiệt, không ngăn được bức xạ. Sự ra đời của phim cách nhiệt ô tô đã giải quyết được bài toán khó này. Phim cách nhiệt ô tô có cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu, còn gọi là tráng phủ nhiều lớp, tạo thành một tấm lọc các dãy quang phổ. Loại bỏ từ 80-90% tia hồng ngoại và tia cực tím, nhưng vẫn có độ trong suốt, khả năng chuyển sáng cao, đảm bảo quan sát khi lái xe. Do đó, phim cách nhiệt xe ô tô có khả năng giảm đến 50 trừ 65% nhiệt lượng mặt trời mà kính xe ô tô hấp thụ. Qua đó, giúp cân bằng nhiệt độ bên trong xe, nhất là khi di chuyển đường dài dưới trời nắng gắt. Phim cách nhiệt còn có khả năng giảm chói nhất định, giúp người lái xe giảm được chói sáng, nhất là khi xe chạy đối diện với mặt trời hay khi chạy ban đêm, gặp đèn pha từ các xe đối diện. Như vậy, nhờ lọc được tia hồng ngoại và tia cực tím Phim cách nhiệt không chỉ bảo vệ được người ngồi trong xe mà còn bảo vệ nội thất xe trước sự hủy diệt của ánh nắng mặt trời, giúp hệ thống điều hòa giảm tải, qua đó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hiện nay, trên thị trường bán phổ biến một số dòng phim cách nhiệt có xuất xứ từ Hàn Quốc và Mỹ với nhiều nhãn hiệu như Vigun, Spell, 3M, Suntech, Latsic, FSK, Rabon mỗi nhãn hiệu đều có hai tông màu để chọn là sáng và sẫm mức giá của các dòng phim cao cấp như 3M thường vào khoảng 7 triệu đồng, xe 5 chỗ và 8,6 triệu đồng, xe 7 chỗ. chỗ